là nội bộ của OCC liên hệ với nhau bằng cái gì? Bọn Nội em bộ của bên thì em á, trước nay bằng dùng phone. có Có điện thoại hả? LAN à, có điện Có thoại đúng rồi, đấy là có bạn Lan đấy ạ. Nhưng mà à, bây giờ bằng thì ít LAN rồi, bây giờ thì toàn rồi, viber đó. hotline, Rồi xong hotline rồi viber. hotline. Rồi xong rồi điện thoại bàn có không, có dùng không? Có chứ ạ. Rồi Có điện thoại mình gọi bàn là luôn. phone chung đi ha. Rồi xong, xong một việc. Việc thứ hai là cái giống gì ta, cái đó Cái existing từ arrange là mình có cái backup không? Có nhiều chứ, nếu mà em có nhiều như thế này thì em có backup mà. Cái nào không, ví dụ hotline có như cái backup không em? hotline có backup không, có 2 3 số không? Thực ra là hiện nay là có một số hotline thôi chị. À, vậy là không Vậy có thì backup. mình backup bằng gì? No backup. Network hoặc là no communication network hoặc là cái tính bảo mật không chị? Mấy cái vụ hack hết vào trong cái các cái hệ thống communication này. Bảo mật đó hả? Nếu mà bảo mật Mất thì nó nằm ở bên nhiều. đây chứ hả? Nó sẽ nằm ở chỗ risk chứ hả? Đúng không? Là giống như bị attack đó đúng không? Đúng rồi, vậy nó ở nằm Tại ở vì trong cái impact phần đó là một cái gì đó là hậu quả của cái trước. Cho nên là thì cái trước nó sẽ là hai cái hả? Một cái là down, một cái là hay là bảo mật các thứ nó nằm ở dưới chỗ IT ta. cũng có thể Để họ lót giá lên hệ thống thôi cho sale bán. Cho bên OCC truy thì cái impact on objective này là làm giảm giảm năng suất hay là discontinue? OCC.